Gần đây, bạo lực học đường đang là vấn đề nhức nhối không chỉ riêng đối với ngành giáo dục mà còn gây băn khoăn bức xúc trong dư luận xã hội. Tình trạng bạo lực học đường có xu hướng gia tăng, mang tính chất phức tạp. Phần lớn học sinh có ý thức đạo đức tốt, chủ động tích cực trong học tập và rèn luyện. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận không ít học sinh chưa nhận thức đúng đắn, thể hiện bản thân một cách thái quá, thiếu khả năng kiềm chế và ứng xử không đúng với những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, dẫn đến gây gỗ và câu xét nhau. Tình trạng bạo lực học đường đã và đang diễn ra ở mức độ nguy hiểm, để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng và rất cần cho xã hội nhìn nhận như một tệ nạn cần phải sớm nhận thức những tầm quan trọng của vấn đề và để góp phần tạo nên một môi trường lành mạnh để lùi bạo lực học đường. Chúng em tập thể lớp 11B2 xin gửi đến một tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm mang tên Thương Quê Em Biết Lỗi Rồi. Câu chuyện bắt đầu như sau. Ở một ngôi trường cấp 3 Thới Lai, có một cậu học sinh lớp 11B2 tên là Trí Kiên, là một học sinh giỏi của lớp, của trường. Trong lớp, Nguyên được bầu làm lớp trưởng và đã giúp đỡ nhiều bạn trong lớp về việc học hành. Nhưng trong số đó, có những bạn nam luôn soi mói hoàn cảnh của Nguyên, nổi trội nhất là bạn Thải. Cái này bởi bạn Thải nó còn kiếm chuyện với mẹ đó không? Không có mẹ. Dạo này tụi nó cũng có chuyện với mẹ rồi. Thôi mẹ sẽ nói, rồi từ từ tụi nó cũng hiểu và thương mẹ như con thôi mà. Thôi tới trường rồi, mẹ bỏ ngoài án già cho con vô du học. Có mẹ đi học. Ra về tụi bay ơi, theo tao. Ê, ai cho cái kẹ này hả? Đi bán hay sai rồi không? Mong cái cháu thông cảm thùng bác. Cũng bởi vì nhà bác nghèo nên chỉ có cái kẹ này để nuôi thằng Nguyên ăn học thôi cháu à. Thôi đi, tôi không biết hoàn cảnh của bà là sao. Tôi ghét con bà, thôi thì nó làm đi. Bà chịu cái này cho nó nha. Sao, sao con lại? Mẹ ơi, mẹ có trong sao không? Nguyên sao con nói lắm tới mẹ? Nguyên đặt ra nhiều câu hỏi trong lòng mình. Thôi mẹ, mình đã làm gì sai với tụi nó? Tại sao nó lại ghét mình? Tại sao lại cá mẹ mình? Những suy nghĩ đó đã làm cho một cậu học sinh ngoan hiền vốn nhút nhát suy nghĩ lợp đi về những chuyện mình đã làm. Vì mẹ Nguyên thì chuyện khuyên Nguyên nên cố gắng học hành. Ngày qua ngày, những chuyện tập khóa của Khải và đám bạn vẫn thường xuyên xảy ra. Nhưng Khải đâu biết sau mỗi lần tập khóa mẹ Nguyên đã gieo vào lòng Nguyên những nỗi hận thù căm ghét đến tột cùng. Và một hôm, thank you.
cứ bình mình trước lớp. Ra về, Khải cùng đám bạn chạy ra cổng trường. Nguyên thấy vậy cũng chạy theo, nói với giọng bực tức. Như các bạn đã thấy, bạo lực học đường vẫn còn hiện hữu xung quanh chúng ta, và sự thật là xã hội đã có đang cố làm ngơ hay hoàn toàn bất lực trước những sự việc đó. Những tình trạng bạo lực này sẽ còn tiếp diễn nếu chúng ta chưa đi từ những lời nói đến những hành động thiết thực và nghiêm khắc. Vì thời gian có hạn, lớp chúng em xin khép lại tiểu phẩm ở đây, nhưng tôi tin rằng những bạn ngồi ở đây đã rút ra cho mình một bài học để phòng tránh và ngăn chặn bạo lực học đường. Tiếp theo là phần thi diễn của lớp 11B4.